Xin chào tất cả các bác nhé. Em sẽ tắt cái tín hiệu đi cho nó dễ nghe. Chào mừng các bác quay trở lại với video của anh, gọi là chú Hải ngày hôm nay. Đây là một trong những cấu hình dàn mà em đã lên thời gian vừa qua, thì em lên rất là nhiều những cấu hình dàn như này các bác nhé. Những cấu hình dàn thực sự là ngon, bổ, rẻ, chất lượng, với cái tầm giá rất là ok mà chất lượng thì âm thanh rất là tuyệt vời. Chú Hải thì lúc trước thì có gọi chú bằng bằng anh, nhưng mà vừa rồi chú có gửi một cái video thì nhìn chú cũng đã già rồi, thì sau 6 xin phép sẽ gọi chú bằng chú. Chú Hải ở Bình Dương với cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay, cái cấu hình thì rất là quen thuộc với các bác trong thời gian vừa qua rồi. Một quả súp JB H30, một con đẩy Golden CA8 và một bộ mic, một con vang số D9 Capan. Đấy, đẳng cấp là con vang số này. Nó cái rước bộ dàn rất là nhiều. Và con mic chính hãng V550 của AV Pro kết hợp với đôi loa full JB bát 30 cắt kèm. Nguyên cái cấu hình này thì em đã lên thời gian vừa qua rất là nhiều rồi các bác nhé. Và ngày hôm nay thì em sẽ làm video nó sẽ nhanh hơn một chút để về chuẩn bị còn xem bóng đá cổ vũ các bác cũng như em thôi. Và trong cái bộ combo của chú thì có xin tặng chú một cái đôi chân loa inox trị giá 800.000 đồng chú nhé. Đây là những vị khách mà được tặng, không phải là ai em cũng tặng chân loa các bác nhé, không phải lời nhiều quá mà tặng đâu. Quan trọng là đến với nhau nó quý nhau thôi các bác, đến với nhau nó quý nhau thôi thì là sẽ có quà tặng liền, không phải là thấy mình được lời nhiều quá mà đem tặng đâu, không có đâu. Đấy. Mà thực sự là với khi mà đã quý nhau rồi, có khi cho được cái gì thì sẽ cho cái đó. Em xin tặng bác một đôi chân loa. Và bây giờ thì quên chú bây giờ thì cháu sẽ hát một đoạn karaoke. Theo yêu cầu của chú thì sẽ hát bolero, sẽ hát bolero mà và những cái dòng nhạc mà lúc lúc trước chú có gửi qua cái số điện thoại, chú có gửi qua Zalo ấy, thì cháu sẽ hát cái bài như chú hát luôn đấy, chiều theo đúng lòng chú luôn, hát đúng cái bài mà chú hát luôn. Đây, nguyên là chú Hải, các bác trẻ một lát để em tìm cái Zalo của chú Hải. Với cái bài hát mà chú sẽ hát và cháu sẽ hát trực tiếp bài đó, hiện tại cháu đang để ở cái chế độ, các bác lắng lại nha, lắng lại một chút, đang để ở cái chế độ hát gần như là ca sĩ chuyên nghiệp nha, cháu đang để ở cái chế độ đấy đó và cháu sẽ hát bằng cái chế độ đó. Chế độ này là chế độ gần như ca sĩ chuyên nghiệp hát, tất nhiên nó sẽ không được bằng những bộ dàn chuyên nghiệp, không được bằng những bộ dàn chuyên nghiệp của các ca sĩ chuyên nghiệp được, thế nên nhưng mà nó đang nằm ở cái chế độ kiểu như vậy. Đây là chú đang gửi những cái video mà chú đang hát. Đấy, lúc này nhìn chú thì mới thấy ra. Chứ còn đây tiền thì chú chuyển rồi, thông tin chuyển tiền. Đến lúc trước mà nhìn cái ảnh avatar của chú đây này, các bác nhìn này. Đấy, trông như sinh viên. Nên là em bị nhầm. Đấy, bây giờ thì cháu sẽ hát cho chú và tất cả các bác cùng nghe một cái đoạn karaoke. Mà đúng là cái bài karaoke chú gửi luôn. Chú cũng đã từng hát bài đó, có vẻ chú thích. Cháu sẽ hát đúng bài đó luôn và đang hát ở chế độ gần như là chuyên nghiệp. Đấy, bây giờ thì sẽ kê mic trên này. Các bác đợi nha, kê mic nha. Ôi, thì quên rồi, chưa cho cái tiếng music lên rồi. Các bác đợi một lát. Đó. Làm thì nó hơi thủ công nhưng mà thủ công thì nó mới thật được. Anh ơi,
quên ngày mai đã có em chờ ai chung giây đẹp ý đời tương lai em ấm trên môi yêu nhau ta thầm nói nụ cười trao duyên mới ước vọng để mà vui khuya nay anh đi đèn chỉ trai xây đời đèn mến thương cho người người đợi chờ anh ơi. Theo đúng nguyện vọng của chú và hát đúng cái bài mà chú đã từng gửi cho cháu, và cái chế độ này là chế độ mà hát nó sẽ là chuẩn nhất, nhưng mà nó tương đối là khó hát đối với người không biết hát. Gần gũi này thôi, khuya nay anh đi rồi. Tay nắm tay không rời, mắt ngắm xa chân trời, mà lòng nghe nhớ thương hoài. Anh ơi, chớ quên ngày đã có em chờ ai chung giây đẹp ý đời tương lai em ấp trên môi yêu nhau ta thầm nói nụ cười trao duyên mới ước vọng để mà vui khuya nay anh đèn chỉ trai xây đời đèn bên thương cho người người đợi chờ anh ơi đèn chỉ trai xây đời đèn bên thương cho người người đợi chờ. Khi mà chú về chú dùng thì có thể chú cho to nhỏ cái nút volume này, music này, mic này, đấy, to nhỏ hai cái này. Còn effect đây thì tốt nhất là cũng để nguyên. Hiện tại thì thưa với chú Hải và tất cả các bác rằng là vừa rồi thì đang hát. Em đang hát ở cái chế độ mà nó có thể là tương đương với những cái ca sĩ người ta vẫn đang hát. Đấy. Khi mà các bác nghe qua cái bộ dàn, chất âm bộ dàn này thì các bác thấy rằng cái tiếng nó ra nó thật, nó trong. Đấy. Tất nhiên thì nó sẽ để cái chế độ này nhiều hơn echo như cho những dòng nhạc chuyên nghiệp. Người ta hát chuyên nghiệp thì nó sẽ khâu hơn một chút. Nhưng mà thế này đã là tiếng ra rất là hay rồi. Nếu như bác nào hát hay thực sự thì cái tiếng nó ra sẽ rất là chuẩn. Người bên ngoài nghe nếu hát hay thì giống như là mình đang nghe nhạc các bác nhé. Một cái chế độ mà cực kỳ hay. Đấy. Và hiện tại cái effect này em pha rất là chuẩn để cho những người mà biết hát sẽ thích hát cái này và sẽ không bao giờ hát được cái khác nữa. Khi mà hát sang cái echo mà tiếng echo cứ văng vẳng thì rất là khó chịu. Đấy. Hát ở chế độ này là một trong những chế độ mà dần dần rồi các bác sẽ khát, các bác sẽ quen và các bác sẽ nghiện ở những cái chế độ như thế này. Đấy. Nó rất là chuyên nghiệp, hát rất là hay, không lạm dụng quá echo và gì vật được các bác nhé. Hòa cái tiếng làm sao mà khi hát ra nó trong, nó cảm giác là như mình hát thật nhưng mà cái tiếng nó đã mềm ra rồi. Xin cảm ơn chú Hải và cảm ơn tất cả các bác đã thường xuyên theo dõi video và ủng hộ kênh của Thanh Trúc. Mà nguyên bộ sản phẩm của chú Hải đây, 5 thiết bị và có tặng kèm một đôi chân loa như thế này. Cảm ơn chú rất là nhiều. Bác nào có nhu cầu sử dụng những dàn karaoke chơi trong dịp Tết sắp tới này thì liên hệ trực tiếp với Thanh Trúc nhé. Đảm bảo với các bác rằng hiện tại trong bộ dàn em đang sử dụng những thiết bị rất là chuyên nghiệp, rất là hay. Đặc biệt là con vang kia mới giá mới bây giờ là đang là 9 triệu vẫn đang bán bên thị trường Việt Nam các bác nhé. Vẫn đang bán bên thị trường Việt Nam với 9 triệu đồng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.